Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của anh Đức Digital. Thì trong thời gian vừa qua, hai sản phẩm làm mưa làm gió của Fury là XE3 cùng với lại XT100 đã có hai phiên bản màu sắc đặc trưng của Fury là màu bạc cùng với lại màu đen. Thì hôm nay để bổ sung cho một sự trải nghiệm hoàn toàn mới, Fury đã ra mắt thêm hai màu nâu dành cho phiên bản XE3 cùng với lại XT100. Thì chúng ta sẽ không có đi sâu vào cấu hình của các cái sản phẩm này bởi vì những cái sản phẩm này nó đã ra mắt được hơn một năm. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá xem liệu màu mới của Fury có chiếm được thêm cảm tình của khách hàng hay không, và có liệu có làm cho bạn phân vân hay gì nữa hay không. Thì chúng ta sẽ cùng khui hộp để xem. Đầu tiên thì mình sẽ khui hộp cái sản phẩm Fury X100F này. Vâng, biểu tượng X của Fury dành cho dòng X. Theo đánh giá của mình thì quá đẹp. Màu này càng làm cho cái phong cách thiết kế hồi cổ của Fuji càng được tôn thêm. Mình nghĩ rằng cái sản phẩm màu mới này của Fury sẽ chiếm được cảm tình của rất rất nhiều người tiêu dùng, và những bạn đang phân vân liệu có nên mua Fury hay không. Và theo mình sơ qua bên ngoài thì màu này có vẻ như đậm hơn so với lại dòng XA5 và lại dòng XA3. Và chúng ta sẽ để cái X100F này qua một bên và chúng ta cùng đi tới với cái XE3 nha. Về ngoại hình thì XE3 là một bản rút gọn của dòng X-Pro2 với những cái tính năng đến từ bên trong lẫn bên ngoài, từ cái bộ vi xử lý cho tới cái tốc độ lấy nát. Nhưng mà cái màu mới này thì mình đánh giá là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một màu sắc cực kỳ đẹp. Hiện tại trên tay mình đang là màu nâu của hai sản phẩm XE3 và X100F. Thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là cái màu này sẽ làm cho những bạn đang phân vân rằng có nên mua Fury hay không sẽ cực kỳ phấn khích, bởi vì nó quá đẹp. Và hiện tại thì XE3 đang được bán với tại Anh Đức với mức giá là 21.990.000, và X100F thì đang bán mức giá 27.990.000. Ngoài ra thì sẽ có một bộ quà tặng mua gồm một cái chân máy Manfrotto cùng với lại cái túi Fury thời trang và một cái thẻ nhớ 32GB. Thì mình có để link sản phẩm ở bên dưới và các bạn nên click vào xem, tại vì có thể giá nó sẽ được cập nhật giảm hơn hiện tại, tại vì mình quay cái video này thì để up lên được khoảng mất vài ngày. Vâng, trên đây là tất cả những gì có trong sản phẩm của Fury X100F cùng với lại XE3. Các bạn nhớ subscribe và nhấn chuông để đón nhận những video trải nghiệm công nghệ mới nhất đến từ Anh Đức Digital. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.